mọi người, tên đầy đủ của mình là Nguyễn Thị Ngoan và hiện tại mình đang là chuyên viên chăm sóc và tư vấn về sức khỏe. Đừng gọi vui mừng trước mắt mà lười cả tương lai. Hãy tập cho mình cái thói quen chúng ta sống một cách là siêng năng trong mọi hoàn cảnh. Và hôm nay Ngoan xin kể cho các bạn nghe câu chuyện, đó là chuột sa hũ gạo nha. Có một cái chú chuột này, chú rơi vào cái hũ gạo và khi mà hũ gạo đó chỉ còn có nửa, một phần nửa thôi khi mà chú rơi vào đây, và chú đã thấy tất cả đều đã không có nguy hiểm với mình và chú rất là vui mừng. Và nhờ chú chuột này ở lại lưu gạo này, sau một thời gian thì chú cảm thấy rất là vui vẻ, ăn ngủ đầy đủ. Thì một thời gian thì lưu gạo nó ngày càng cạn kiệt và chúng ta cũng không cần quan tâm gì hết, và chúng ta vẫn ở trong đó ăn đến lúc mà cái lưu gạo này nó đã hết rồi thì chú mới giật mình lên và chú mới phát hiện ra là mình không thể thoát ra ngoài được đó. Và đây là một cái câu chuyện rất là ý nghĩa và nó giúp cho chúng ta nói lên cái bài học là chúng ta nên chuẩn bị tâm lý với tất cả mọi việc xảy ra và chúng ta không nên lười biếng. Hãy tập cho mình những cái thói quen là chúng ta nên chủ động trong mọi hoàn cảnh, bởi vì chúng ta đâu có biết trước được sự việc nó sẽ như thế nào đâu, mà chúng ta phải luôn luôn siêng năng, phải luôn luôn làm việc hết mình đến mức mà chúng ta không nên gọi là một người quá hưởng thụ, mà chúng ta chỉ vui mừng và chúng ta hưởng thụ thì sau này những cái của cải hay là những cái điều mà bất chắc thì nó ập đến thì chúng ta không thể nào trở tay được. Quan còn những rất là nhiều cái video hữu ích nha. Các bạn mà có những cái vấn đề nào trong cuộc sống thì muốn chia sẻ thì hãy liên hệ Quan qua số Zalo là 0984167717 để Quan có thể là tâm sự và tư vấn cho các bạn. Các bạn thấy cái video chia sẻ này hữu ích đó, thì hãy like và đăng ký kênh cho Quan nha. Và để xem nhiều cái video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.